dân gian ở trẻ sơ sinh. Thì đây là một cái chủ đề khá là nhạy cảm và thường gặp. Hy vọng là sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích. Đầu tiên là về cái vấn đề nằm than. Thì các bạn cũng biết là nước ta là một nước khá nóng, đặc biệt là vào mùa hè. Còn ở miền Nam thì dường như là nóng quanh năm. Thì cái cơ thể trẻ sơ sinh thì cái khả năng điều nhiệt kém, cho nên trẻ dễ bị quá nóng hoặc là quá lạnh. Nằm than là sẽ khiến trẻ bị nóng, có thể bị bỏng, hoặc là sẽ quấy khóc, khó ngủ do nóng lực. Khói than sinh ra có thể gây nghẹt, ảnh hưởng đến sự phát triển của não, thậm chí là gây tử vong. Về cái tập tục thứ hai đó là đắp lá chầu và hơi nóng, thì cũng là dùng sức nóng cho nên cũng có thể gây bỏng hoặc là gây nhiễm trùng da và chưa được chứng minh là có lợi cho trẻ. Tập tục thứ ba là nằm buồn tối. Thì cái tập tục nằm buồn tối này là hoàn toàn không có lợi cho trẻ, do chúng ta không quan sát được cái tình trạng vàng da ở trẻ sơ sinh hoặc là những cái tình trạng bệnh tật khác, ví dụ như là xanh xao hoặc là tím tái. Tập tục thứ tư đó là cạo lông. Thì một số trẻ sơ sinh khi mà vặn mình, giật mình thì sẽ được cạo lông để cho trẻ ngủ ngon. Đây là một cái việc làm hết sức là nguy hiểm. Tại vì khi cái hiện tượng giật mình đó là hiện tượng bình thường ở trẻ, là do cái hệ thần kinh chưa có phát triển hoàn thiện và nó sẽ mất dần khi trẻ lớn lên. Cái việc cạo lông là sẽ làm cho trẻ có nguy cơ nhiễm trùng da, thậm chí là nhiễm trùng máu hoặc là lây lan các bệnh truyền nhiễm. Tập tục thứ tư đó là tắm nước lá. Thì có rất là nhiều tranh cãi xung quanh cái việc tắm nước lá và chưa được chứng minh là có lợi cho trẻ. Thì khi tắm nước lá là có nguy cơ là lá thì chưa có được rửa sạch, hoặc là ô nhiễm thuốc trừ sâu, hoặc là lá có độc tính. Khi mà người thân của chúng ta muốn áp dụng những cái tập tục này cho đứa bé thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu cái lý do và cái động cơ. Thì nguyên nhân sâu xa nhất của những cái việc làm này đó là người thân của chúng ta muốn những cái việc làm này là tốt cho đứa bé. Có nghĩa là họ có mục đích tốt nhưng mà cái phương pháp thì chưa có phù hợp. Chúng ta phải thông cảm là do cái sự khác biệt về cách tiếp cận thông tin. Cái thế hệ đi trước đó thì cái điều kiện y tế chưa có phát triển. Khi bị bệnh chủ yếu là dùng những cái phương pháp dân gian để chữa bệnh. Còn chúng ta ngày nay thì được tiếp cận với các kiến thức y học hiện đại. Thì chúng ta sẽ không dùng những cái lời lẽ chỉ trích hoặc là chê bai, ví dụ như là cổ hủ hoặc là lạc hậu, mà chúng ta phải dùng những cái lời lẽ nhẹ nhàng để thuyết phục, giải thích để cho mọi người hiểu được cái vấn đề. Thì khi mọi người hiểu được cái vấn đề rồi đó, thì chắc chắn là họ sẽ không thực hiện những cái tập tục này cho em bé. Tại vì tất cả mọi người đều muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho em bé. Nếu thấy những thông tin này bổ ích thì ba mẹ hãy chia sẻ clip này đến nhiều người hơn nữa. Nếu có thắc mắc hoặc vấn đề cần trao đổi thì để lại bình luận phía bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu vào tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.